Hiện tại trước mắt các bạn là siêu phẩm, gọi là siêu phẩm của năm 2018 GOC 200. Thì nếu thoạt nhìn thì sẽ thấy nó gần như giống với lại GOC 250 mâm, rồi mặt ga lăng, mặt chrome. Và sự khác biệt so với GOC 250 và 300 đó có thể là cụm đèn. Cụm đèn này là chỉ là cụm đèn LED High Performance. Thì cụm đèn này giống như là của xe 200, lưới tản nhiệt hai nan mạc chrome. Đó. Về phần mâm xe, mâm được sử dụng mâm 18 inch 5 chấu. Về form thì gần như là về kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì đàn em GOC 200 này y chang như là GOC 250 và 300. Và tại sao gọi là siêu phẩm? Vì mức giá hiện tại của GOC 200 chỉ rơi vào khoảng 1.864 tỷ, và bạn chỉ cần trả trước 387 triệu là bạn có thể nhận được chiếc GOC 200 này về nhà. Và hiện tại ngân hàng chúng tôi hỗ trợ lãi suất, gói lãi suất khá là ưu đãi 7.5% trong một năm đối với dòng GOC 300, GOC 200 này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video của Thành Mercedes. Cần thông tin chi tiết xin gọi 0906868764.